À, hôm nay mình đã đến đoạn video thứ 8. Thứ 8 à, thì đoạn video thứ 8 này nó nói về một điều nó rất là quan trọng, là mình nói là tại sao rất nhiều người ra kinh doanh, đặc biệt là rất là nhiều doanh nghiệp kinh doanh online không thành công. Tập trung về cái chữ online nhiều hơn, không thành công. Tại sao? Hôm nay mình nói các bạn điều này. Thì như thế nào ạ? Theo cái nghiên cứu và theo dõi của mình trong những năm qua, hơn 10 năm qua, từ khi mình va chạm kinh doanh online, mình va chạm những cái phương thức làm trên online và mình quan sát hàng ngàn những cái doanh nghiệp khác, thì mình mới phát hiện ra một điều rằng nó có hai cái nguyên nhân chính. Mấy nguyên nhân các bạn? Hai nguyên nhân chính nó làm cho những người họ làm online không có thành công. Nguyên nhân thứ nhất đó là spam. Spam là các bạn biết đó, spam, cái từ spam là gì? Là chúng ta như thế nào ạ? Chúng ta liên tục gửi gây khó chịu cho khách hàng. Điểm mạnh của spam thì các bạn biết nhanh và rộng. Rất là nhanh và nó lan tỏa rộng. Và phần nhiều mọi người chỉ có thấy cái chỗ này thôi, nó nhanh thôi. Gửi cái bùm cho nó nhanh. Gửi cái bùm cho nhiều người người biết. Nhưng điểm yếu của nó là cái điểm mà chết người của những người mà ứng dụng cái phương pháp này làm online, đó là gì? Nó làm khó chịu cho người nhận. Nó như thế nào? Nó làm cho người ta phiền toái ghê gớm luôn, rất là phiền. Và nó làm như vậy, nó làm cho bạn ghét, nó làm cho khách hàng ghét 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 bạn luôn. Tức là họ không biết bạn thì thôi, họ biết bạn là họ ghét ghê gớm luôn. Và bạn thấy, như bạn có cái điện thoại và hàng ngày á, các bạn thấy gần đây này đúng không, thị trường bất động sản đang xuống đó, các bạn thấy suốt ngày cứ cái dân bất động sản họ gọi mình bực ghê gớm. Rồi các bạn thấy cái tin nhắn đó, qua điện thoại suốt ngày cứ tin nhắn spam hoặc là email spam, tức là nhiều cái spam, nó làm cho bạn bực mình, rất là bực mình cái thương hiệu đó. Thì thường thường người ta hay spam qua cái nào? Thứ nhất là người ta hồi kia cái thời email thịnh đó, thì người ta hay spam qua cái email là gửi email hàng loạt, không cần biết ai, nội dung như nhau gửi hàng loạt. Bây giờ thì người ta hay spam qua gì? Qua Facebook, qua cái inbox của Facebook, hoặc người ta spam như vậy à, người ta tìm những cái con robot á, người ta comment á, spam ở dưới các cái bình luận á, hoặc là người ta spam trên Zalo, gửi tin nhắn trên Zalo. Hoặc là có những người họ spam nguồn kinh nữa, là mỗi lần họ lên đó, họ đăng là họ đăng cái chục tin gì đó trên Facebook á, trên Zalo, nó kéo dài như vậy này. Mình gặp những người đó là mình unfriend liền. Bởi vì sao? Bởi vì nó họ chiếm hết cái timeline của mình, nó unfriend liền. Hoặc là có người họ spam gì, họ spam theo cái phương pháp trên website là SEO á, tức là họ dùng các cái bộ máy tìm kiếm, họ dùng các cái bộ máy đăng bài á, họ đăng ngẫu nhiên lên chấm 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 chấm. Tất cả những cái mô thức spam đó nó làm cho người ta rất là bực mình vô cùng. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai, cái đó là cái lý do thứ nhất. Cái lý do thứ hai là lý do gì ạ? Lý do là họ thiếu một cái kiến thức về marketing, họ thiếu một cái kiến thức về vận hành hệ thống online, họ thiếu cái kiến thức đó. Và do cái thiếu kiến thức này, đó là cũng là lý do mà họ đi spam. Cái nguyên nhân thứ 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 một nó ảnh hưởng tới nguyên nhân thứ một. Vậy thì thiếu kiến thức marketing online, thiếu kiến thức vận hành một cái hệ thống, thì nó làm cho họ như thế nào? Họ đây, những người họ chỉ có duy nhất một cái website thôi. Tin website đó là để cái thông tin sản phẩm và khách hàng thôi. Hoặc đây, những người họ có duy nhất một cái kênh Facebook thôi. Và trên Facebook nó như thế nào? Họ cũng đăng đầy những cái sản phẩm thôi. Và như thế nào? Hoặc là họ như thế nào? Họ chỉ biết quảng cáo thôi. Họ làm một cái website, họ chỉ biết quảng cáo thôi. Họ có cái trang Facebook và họ chỉ biết quảng cáo thôi. Để cho cái mong muốn của họ là cũng cho nhiều người biết á. Nhưng mà cái cách họ làm như vậy nó cũng giống như spam thôi, tức là quảng cáo những cái thông tin thô kệch về mình không, nó làm cho chúng ta nó như thế nào nó làm cho chúng ta nhiều người họ không có thích ta. Vậy thì tức là họ thiếu một cái bức tranh hoàn chỉnh về hệ thống, họ thiếu một cái cấu trúc hệ hệ thống, họ thiếu một cái kiến thức vận hành, và kết quả nó như thế nào kết quả nó gây ra lãng phí rất là lớn. Ngày nào họ cũng làm, ngày nào họ cũng đăng tin, nhưng mà cái lãng phí nó rất là lớn. Cái thứ hai nó gây ra tốn kém, làm như vậy chứ tốn kém lắm các bạn ạ.
rất là tốn kém, rất là tốn tiền. Thứ ba, nó làm cho bạn mất thời gian mà hiệu quả nó không có nhiều, ok chưa? Và nó làm cho họ là như thế nào ạ? Khách hàng càng ngày gì à? càng ít đi. Và đó là lý do mà nếu mà các bạn chịu khó đi trao đổi với những người làm kinh doanh thì họ hay rên. Họ nói lúc này Facebook khó quá, lúc này Google khó quá, lúc này YouTube khó quá. Tại vì họ không có kiến thức và họ đi spam qua và khách hàng lần như thế nào à? Bỏ họ hết. Vậy cái giải pháp ở đây nó là cái gì ạ? Giải pháp ở đây là chúng ta cần có cho mình một cái hệ thống online vận hành một cách rất là đồng bộ. Trong hệ thống online nó gồm có những cái gì ạ? Thứ nhất là cái rất là quan trọng là chúng ta phải hình thành cho chúng ta một cái web gì ạ? Web thương hiệu. Web thương hiệu là cái web mà xây dựng y như cái trụ sở tổng hành dinh của chúng ta đó. Trên đó chúng ta đưa những thông tin về lĩnh vực của chúng ta, là những cái hoạt động của chúng ta, cộng với gì tích hợp cái web bán hàng vào trong cái web thương hiệu luôn. Để cần thì khách hàng họ xem họ thấy. Tuy nhiên cái web này nó là chỉ là cái trung tâm thôi. Nó là tổng hành dinh của bạn thôi. Để người ta biết bạn thì bạn cần có một cái hệ thống web dẫn đường. Hệ thống web dẫn đường là như thế nào ạ? Là làm sao á mà trên cái hệ thống web dẫn đường đó chúng ta đưa những cái thông tin chia sẻ, những cái thông tin tư vấn, những cái thông tin hữu ích, những cái vấn đề của khách hàng. Và các bạn biết rồi, khi khách hàng mua hàng á thì họ đâu có mua hàng liền, mà họ hay lên họ tham khảo những thông tin, họ tham khảo những cái kiến thức, họ tham khảo những kinh nghiệm. Sau đó như thế nào, sau khi họ tập hợp hết toàn bộ những thông tin hữu đó, họ mới quyết định họ đi mua hàng. Và các bạn cần phải có một cái hệ thống mạng xã hội được vận hành nhịp nhàng để nó kết nối với cái hai cái hệ thống web vừa rồi mà nói á. Bạn phải có được cái gì? Hệ thống cái kênh YouTube, hệ thống email, hệ thống SMS, hệ thống chatbot. Và tốt hơn nữa đó, tốt nữa là bạn cần phải có một cái hệ thống quản lý phần mềm các data khách hàng. Và nó hoạt động như thế nào ạ? Hoạt động một cách rất là liên tục và nhịp nhàng. Nó phải hoạt động liên tục và nhịp nhàng với nhau, một cái cách vận hành đồng bộ như vậy. Các bạn thấy giống như một cái chiếc xe máy ấy, các bạn thấy không? Khi các bạn đề ba rồi nó nổ rồi nó chạy, nó vận hành một cách rất là đồng bộ. Tất cả các bộ phận tháo ra nó rời rạc, nhưng mà khi lắp lại nó là một cái hệ thống vận hành rất là đồng bộ. Các bạn thấy tuyệt vời mà, rất là tuyệt vời. Và để làm tốt cái hệ thống này thì đó chính là một cái giải pháp, một cái chiến lược mà mình gọi là chiến lược ba chiến lược chia sẻ nội dung mà mình đã gửi đến bạn trong 7 đoạn video vừa rồi. Đoạn video số 1, đoạn video số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7. Mình đã gửi cho bạn cái đoạn 7 video vừa rồi. Các bạn hãy xem lại trong đoạn 7 video đó. Trong 7 video đó mình nói ba chiến lược chia sẻ nội dung. Đây là ba chiến lược nằm cốt. Trong ba chiến lược này nó được đúc kết gì từ chính cái kinh nghiệm trải nghiệm của mình qua 10 năm nay làm online và qua gì qua hàng ngàn các cái doanh nghiệp 10 năm nay mình chia sẻ. Cái thứ hai, cái chiến lược này nó đưa cho bạn một cái tiêu chuẩn, một cái cách làm để các bạn chia sẻ cái nội dung. Và cái thứ ba, nó giống như chúng ta có một cái tấm bản đồ vậy đó, tấm bản đồ vậy đó, để các bạn biết cách gì chia sẻ bài viết của mình, chia sẻ hình ảnh của mình, chia sẻ cái gì chia sẻ cái đoạn video clip của mình, thậm chí các bạn tạo ra những cái bài hát, những cái đoạn âm nhạc để chúng ta truyền tải cho khách hàng. Vậy là vừa rồi mình phân tích cho bạn cái rất là sâu về cái gì về cái nguyên nhân vì sao chúng ta làm không có thành công trong online, và mình đưa cho các bạn các cái giải pháp. Và rất vui bạn theo dõi đoạn video này và hãy follow cái trang của mình, hãy subscribe cái trang của mình, và mình sẽ liên tục chia sẻ những đoạn video sau. Bye bye các bạn.